Chào mừng tất cả các em đã quay trở lại với buổi học của thầy Minh Berlin. Hôm nay thầy Minh sẽ lại hướng dẫn cho tất cả các bạn là học sinh lớp 11. Chúng ta sang cái chủ đề tiếp theo, chủ đề số 02, sự điện ly thuyết axit base. Với những bạn nào mà đã theo dõi thầy Minh từ cái chủ đề số 01 về cân bằng hóa học rồi thì các bạn đã nắm được, đã sở hữu được các cái skill giải nhanh về những câu lý thuyết và cũng đã hiểu hơn rất là nhiều về bản chất của hóa học. Còn bây giờ chúng ta sẽ sang cái chủ đề số 02 là một cái chủ đề cũng khá là trừu tượng, cũng khá là khó hiểu đối với tất cả các bạn và các em. Nhưng nội dung với cái video này thì thầy Minh sẽ giúp cho tất cả các bạn và các em vừa hiểu bản chất và chúng ta nắm được những cái điều trọng tâm nhất mà hay thi nhất và hay kiểm tra nhất mà các thầy cô của các em hướng tới. Được không ạ? Ok nhá, mình bắt đầu nhá. Thì phần 1 La Mã thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về sự điện ly, chất điện ly và chất không điện ly. Thế thì sự điện ly được định nghĩa là gì? Một nhỏ, sự điện ly là quá trình phân ly, là quá trình phân ly của một chất khi tan trong nước, của một chất khi tan trong nước hay tan trong dung dịch. Thực ra thì cái này nó rất đơn giản thôi. Thầy lấy ví dụ cho bạn như này là bạn thấy này. Ví dụ như mình có một nhúm muối ăn màu trắng đúng không? Mình thả nó vào nước. Đấy, thì muối ăn là NaCl này. Đúng chưa? Thả vào nước. Đấy, thả vào nước là gì ạ? Cho nó vào dạng rắn này, cho vào nước này. Thì đầu tiên là NaCl tan thì nó sẽ tạo thành dạng NaCl aqui. Sau đó nó sẽ phân ly ra hoàn toàn để tạo thành Na cộng với lại Cl trừ, thì đây chính là sự điện ly. Đấy chưa? Sự điện ly nó rất đơn giản là quá trình phân ly, đây là quá trình phân ly của chất tan trong nước nhá. Thế thì cái định nghĩa về sự điện ly thì nó không quá quan trọng, mà cái điều quan trọng bậc nhất, quan trọng hơn nữa đấy là chúng ta phân biệt được đâu là chất điện ly và đâu là chất không điện ly. Chúng ta sang hai nhỏ về chất điện ly. Chất điện ly là chất mà tan trong nước và phân ly thành ion. Đấy chưa? Chất điện ly là chất mà tan trong nước phân ly thành ion. Đây, vậy thì hoàn toàn ta nhìn thấy luôn NaCl là chất điện ly. Thế thì dĩ nhiên là khi chúng ta làm bằng thí nghiệm thì chúng ta có thể phân biệt được đâu là chất điện ly, đâu là chất không điện ly. Bằng cách gì ạ? Chúng ta muốn đi tìm kiếm một anh nào là có điện ly hay không, chúng ta chỉ cần hòa tan cái anh chất đó vào nước. Sau đó chúng ta lắp một cái hệ mạch kín, sau này có cái bóng đèn. Đúng không ạ? Nếu chất đấy nó sẽ là chất điện ly khi cái bóng đèn nó sáng. Được chưa? Còn nếu mà bóng đèn không sáng thì nó là chất không điện ly. Nhưng dĩ nhiên khi mà chúng ta đang ngồi ở trên lớp học, chúng ta đang sử dụng giấy, chúng ta đang sử dụng bút thì hoàn toàn chúng ta không thể nào thực hiện được cái thí nghiệm đó. Đúng không ạ? Đâu phải lúc nào chúng ta cũng có đầy đủ bộ hệ thống dụng cụ và thí nghiệm đang làm đâu. Vậy thì chúng ta sẽ làm sao? Bây giờ chúng ta sẽ tìm ra đặc điểm chung của các chất điện ly. Và ở đây thì mình sẽ nêu cho các em là các chất điện ly mà chúng ta thường gặp nhá. Cái này quan trọng hơn. Được chưa? Các chất điện ly thường gặp. Các chất điện ly thường gặp thì bao gồm, luôn luôn bao gồm, thứ nhất là các axit. Thế là mình phải đi biết được những thằng nào là axit. Đúng chưa? Thứ hai là các base. Được chưa? Thứ ba là các muối. Và thứ tư là nước. Đấy. Cứ thuộc một trong bốn anh trên thì là chất điện ly, còn không thuộc một trong bốn anh trên thì là chất không điện ly. Được không ạ? Vậy thì hoàn toàn thì có thể lấy ví dụ cho ông ta một vài các cái axit mà chúng ta hay được gặp. Ví dụ như HCl này, H2SO4 này, HNO3 này, H3PO4 này, CH3, COOH này, vân vân, rất là nhiều, đúng không? Đây là những anh axit mà chúng ta hay gặp, thì nó là các chất điện ly. Tương tự các base NaOH này, KOH này, LiOH này, CaOH 2 lần này, BaOH 2 lần này, vân vân. Đây là các base và nó là các chất điện ly. Ui, các muối thì còn nhiều nữa, như muối mình vừa viết là NaCl này, đúng không ạ? Na2SO4 này, KNO3 này, vân vân. Thì tất cả hội này nó đều là chất điện ly. Thế còn lại nếu mà chất điện ly là gì ạ? Chất điện ly thì nó ngược lại, chất không điện ly thì nó ngược lại chất điện ly. Chất không điện ly là chất mà tan trong nước nhưng không phân ly thành ion nhá. Và chất không điện ly thì là nó không phụ thuộc, là nó không thuộc tất cả bọn này. Được chưa? Vậy bây giờ chúng ta sẽ vào để thầy hướng dẫn cho chúng ta viết một vài phương trình điện ly căn bản. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em đi sâu hơn một chút nữa về phần chất điện ly. Vừa nãy chúng ta đã nắm được định nghĩa chất điện ly, chúng ta đã biết được cách xác định những anh nào là chất điện ly trong quá trình mà chúng ta học, đúng không ạ? Chất điện ly là chất mà phần tan trong nước phân ly ra ion, và nó sẽ, những cái anh mà là chất điện ly nó là axit, base, muối và nước. Và bây giờ câu chuyện của chúng ta tiếp theo là chúng ta phải xác định được anh nào là chất điện ly mạnh và anh nào là chất điện ly yếu. Dĩ nhiên ở đây xác định là chúng ta xác định, không có thực nghiệm, mà chúng ta phải sử dụng trí não tưởng tượng để xác định. Nói thật mà nói, phòng thí nghiệm cấp 3 thì cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa được vào để ngồi làm thực sự. Các em vẫn chưa được thực sự để thực hiện các thí nghiệm để xác định được những anh nào chất điện ly, mà bài tập thì vẫn có. Chính vì vậy nên ở đây chúng ta sẽ sử dụng các cái phương pháp kỹ thuật logic, tư duy để ta xác định được. Và quan trọng nhất các em ạ, làm nhiều thì nhớ, nhớ kỹ và nhớ mãi, người thì nói nhá. Bây giờ chúng ta sẽ có, trong chất điện ly thì phân loại, ngoài chất điện ly và chất không điện ly thì có phân loại ra thành hai, trong cái tất cả các chất điện ly chia thành hai loại chính. Một loại là chất điện ly mạnh và một loại là chất điện ly yếu. Thứ nhất, A nhỏ chúng ta xét về chất điện ly mạnh. Chất điện ly mạnh thì trong chất điện ly mạnh này chúng ta sẽ nhắc đến cái định nghĩa đầu tiên, số cộng đầu tiên ạ. Định nghĩa chất điện ly mạnh là chất, đầu tiên là chất mà phần tan trong nước, phần tan trong nước phân ly hoàn toàn ra ion, phân ly hoàn toàn ra ion. Nghe hơi trừu tượng nhỉ. Đấy, cứ gạch chân này một vài từ chốt đã. Phần tan trong nước phân ly hoàn toàn. Thế thì cái cụm từ phân ly hoàn toàn này thì trong cái phương trình điện ly ấy, nó được thay thế bằng mũi tên một chiều. Thầy lấy ví dụ cho các em hiểu sâu hơn tí. Đây, thầy lấy ví dụ như là thầy có cái anh muối NaNO3 này, được chưa? Một nắm muối này thì thả vào nước thì nó tan, đúng chưa? Dạng aqui. Và khi nó tan trong nước thì tất cả các phân tử tan này thì nó đều phân ly tạo thành Na cộng, Aqi và NO3 trừ Aqi. Đấy. Thì NaNO3 được gọi là chất điện ly mạnh. Dĩ nhiên có rất nhiều chất mà chúng ta cần xác định xem nó là chất điện ly mạnh hay chất điện ly yếu. Và với một số lượng lớn chất như vậy thì chúng ta không thể nào chúng ta thực hiện hết toàn bộ thí nghiệm được. Nên thầy sẽ có một cái chú ý nho nhỏ để chúng ta xác định được các anh chất điện đi mạnh bao gồm những chất nào. Đấy, và chất điện đi mạnh thì bao gồm chất điện ly mạnh thì bao gồm là các axit mạnh, các base mạnh, và hầu hết các muối, trừ muối của thủy ngân nha. Hầu hết các muối trừ muối của thủy ngân. Thế thì các axit mạnh thì chúng ta học, chúng ta sẽ nắm được. Chúng ta cứ làm nhiều chúng ta sẽ nắm được. Và đây để nhắc chúng ta những cái anh axit mạnh mà chúng ta hay gặp nhiều nhất: HCl này, HNO3 này, H2SO4 này, HClO4 này, HBr này, HI này, vân vân. Còn rất nhiều các axit mạnh nữa. Các base mạnh ví dụ như NaOH này, KOH này, CaOH 2 lần này, BaOH 2 lần, nhiều lắm. Thì có một chú ý để cho các bạn phân biệt được thế nào là các base mạnh. Các base mạnh là các hydroxit mà không kết tủa, hydroxide mà không kết tủa. Muối thì đơn giản rồi, hầu hết các muối trừ muối thủy ngân. Bây giờ thầy sẽ đi vào ví dụ để hướng dẫn cho các em viết các cái phương trình điện ly của các chất điện ly mạnh nhá. Các bạn. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em viết một số các cái phương trình của các chất điện ly mạnh mà chúng ta hay gặp nhá. Thứ nhất đấy, đây, các phương trình điện ly của các chất điện ly mạnh nhé. Phương trình điện ly của các chất điện ly mạnh mà chúng ta hay gặp. Anh đầu tiên đi, là anh HCl đi, HCl này, AQ này, điện ly hoàn toàn tạo thành H cộng AQ này cộng với lại Cl trừ AQ này. Dễ rồi đúng không? Anh này quá dễ. Tương tự như vậy thì ta sẽ có phương trình của anh HNO3. Nào các bạn cùng viết đi cho thầy xem nào. Và comment ở dưới xem nào. Xem nó tạo thành gì ạ? Nó tạo thành gì ạ? Các bạn cùng viết đi. Tạo thành gì nhỉ? Tạo thành H cộng này, AQ này, cộng với lại NO3 trừ này, AQ này. Đúng không? Đấy là với HNO3. Tiếp tục với H2SO4. H2SO4 thì nó có điểm đặc biệt hơn. Đặc biệt hơn như thế nào? Nó khác biệt so với lại anh HCl với anh HNO3, bởi H2SO4 là một anh axit mà hai lần axit. Đúng không? Thì H2SO4 này, điện ly nấc 1 nó tạo thành H cộng cộng với lại HSO4 trừ AQ. AQ là trong nước đấy, trong dung dịch nước. AQ. Nhưng anh HSO4 trừ nó lại là chất điện ly mạnh tiếp tục, nó điện ly tiếp hoàn toàn nhé. Chất điện ly mạnh nên là mũi tên nó là mũi tên hoàn toàn một chiều, là mũi tên hoàn toàn. Trong phương trình điện ly, để biểu diễn quá trình điện ly của các chất điện ly mạnh thì được biểu thị bằng các mũi tên một chiều. Để lại điện ly tạo thành H cộng cộng với lại SO4 2 trừ. Chính vì vậy khi mà chúng ta làm bài tập hay là chúng ta tư duy ấy, thì chúng ta thường hay gộp lại là anh H2SO4 này, điện ly hoàn toàn này, AQ này, điện ly hoàn toàn này, để tạo thành 2H cộng cộng với lại SO4 2 trừ. Đấy là phương trình điện ly của một vài các anh axit. Base thì cũng tương tự như vậy. Các base thì cũng tương tự như vậy nhé. Ví dụ như là NaOH này, điện ly này hoàn toàn tạo thành Na cộng cộng với lại OH trừ này, AQ này, AQ này, AQ này, CaBaOH 2 lần cũng tương tự như thế. BA hoát 2 lần, AQ này, điện ly hoàn toàn tạo thành BA2 cộng, cộng 2 OH trừ này, AQ này. Sang cái anh tiếp theo đi, anh muối đi, làm anh muối Al2 SO4 3 lần. Anh này cũng là chất điện ly mạnh, đúng không? Điện ly hoàn toàn tạo thành nhôm 3 cộng này, chỗ này có 2 đây phải là 2 này, cộng với lại 3 SO4 2 trừ AQ này, AQ này. Bây giờ thì có một câu hỏi dành cho tất cả các bạn và các em. Trong tất cả các chất trên, nếu thầy lấy cùng nồng độ 1m thì chất nào dẫn điện tốt nhất? Đây, chúng ta có HCl, HNO3, H2SO4, NaOH, BaOH lần và Al2SO4 3 lần. Chúng ta có tổng cộng 6 chất. Vậy nếu bây giờ thầy lấy nồng độ mol là 1m sau khi pha dung dịch ấy, thì tất cả các chất này ở trong dung dịch đều là nồng độ mol 1m, thì dung dịch nào dẫn điện tốt nhất ạ? Bạn nào cũng giải đáp được trả lời ngay. Gợi ý lần 1 này. Để dẫn điện tốt nhất thì cái anh dung dịch đấy phải phân ly ra nhiều ion nhất, nhiều ion nhất. Nào, vậy anh nào ra được nhiều ion nhất? Anh nào? Anh này ra được 2 ion. 2. Anh này ra được đây 3, đúng không? Anh này ra 2, anh này ra 3, anh này ra mấy? 5. Một phân tử này ra 5. Vậy là đáp án gì ạ? Al2SO4 3 lần nhá, là anh là dẫn điện tốt nhất. Được chưa? Bây giờ chúng ta sang phần tiếp theo. Vừa nãy thầy vừa hướng dẫn cho các em về chúng ta hiểu sâu về chất điện ly mạnh. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái chất điện ly thứ hai là chất điện ly yếu. Chất điện ly yếu. Thứ nhất, định nghĩa. Chất điện ly yếu là chất mà phần tan trong nước, chất mà phần tan trong nước, phần tan trong nước phân ly 1 phần ra ion nhá. Chất mà phần tan trong nước phân ly 1 phần ra ion. Thầy lấy ví dụ luôn cho các bạn hiểu này. Thầy lấy ví dụ này là anh HCl đi, HClO đi. Được chưa? Được chưa? Phân ly không hoàn toàn ra H cộng, cộng với lại ClO trừ. Thì tại đây này, thầy sẽ có này, ban đầu này, tan này, phân ly này, để các bạn hiểu. Ban đầu giả sử như thầy có 1000 phân tử HCl, được chưa? Thì tan là 1000 phân tử, nhưng nó phân ly thì nó chỉ có phân ly 20 phân tử thôi, được chưa? Vậy này, đây ban đầu có 1000, tan 1000 nhá, nhưng mà phân ly có 20 thì chỉ có 20 anh này phân ly thành H cộng, là gì ạ? Là 20 H cộng và 20 ClO trừ. Vậy sau khi phân ly, sau khi phân ly thì HClO trong dung dịch còn 1000 trừ 20 là bằng 980 phân tử. H cộng còn 20 và ClO trừ còn 20. Điều này tương đương với việc là suy ra trong dung dịch HClO sẽ chứa, thứ nhất là chứa HClO này, H cộng này và ClO trừ. Đấy là ví dụ để cho các bạn hiểu sâu hơn về cái anh mà chất điện ly yếu. Bây giờ chúng ta sẽ sang tiếp theo là những anh chất điện ly yếu người ta thường gặp. Các chất điện ly yếu thường gặp. Các chất điện ly yếu thường gặp. Thứ nhất là các axit yếu. pha xít yếu thì đơn giản lắm, như vừa nãy ví dụ chúng ta là gì? HClO này, đúng không? H2CO3 này, H2S này, H2SO3 này, CH3COOH này, vân vân. Thứ hai là các base yếu. Base yếu là những cái base mà kết tủa, là những base mà của ca trong kim loại đứng sau magie. MgOH 2 lần này, FeOH 2 lần này, FeOH 3 lần này, vân vân. Và nước nhá. Nước cũng là chất điện đi yếu, được không ạ? Ta sẽ ghi một vài cái ví dụ để thầy phân tích cho các em hiểu sâu hơn về một cái phương trình. Vừa nãy chúng ta mới chỉ ghi cái phương trình điện ly yếu của HClO thôi. Bây giờ chúng ta sẽ thử viết phương trình điện ly yếu của CH3COOH và thử viết phương trình điện ly yếu của H2S. Đầu tiên, CH3COOH thì là chất điện ly yếu thì nó sẽ phân ly đấy, không hoàn toàn, để tạo thành CH3COO- cộng với lại H cộng AQ này, AQ này, được chưa? Thế thì vậy thì suy ra ở trong dung dịch CH3COH nó sẽ tồn tại phân tử CH3COH, CH3CO- và H cộng. Đấy, rất là dễ, đúng không? Giờ ta sang một cái anh khó hơn tí, đó là anh H2S đi. H2S thì mũi tên điện ly vẫn là mũi tên điện ly hai chiều, đúng không? Bởi vì nó là chất điện ly yếu nên mũi tên điện ly nó là mũi tên điện ly hai chiều, hai chiều. Nhưng mà nó có hai hydro nên nó sẽ là hai nước. Nước đầu tiên tạo thành HS- cộng H cộng nha, HS- cộng H cộng. Rồi sau đó HS- lại điện ly tiếp, HS- lại điện ly tiếp, điện ly không hoàn toàn tiếp, để tạo thành H cộng cộng S2-. Tuyệt đối ở đây chúng ta không được viết gộp hai phương trình lại với nhau, do mũi tên này là mũi tên hai chiều. Và từ đây thì mình sẽ suy ra là trong dung dịch H2S nó sẽ tồn tại, nó sẽ tồn tại phân tử H2S này, ion này, HS- này, H cộng này và S2-. Được chưa? Đấy. Trên đây thì mình hướng dẫn cho các em về toàn bộ về sự điện ly, chất không điện ly nhá, cực kỳ kỹ càng và hiểu sâu đến tận bản chất. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo, phần hai la mã. Chúng ta sang phần hai la mã, một cái phần trọng tâm nữa ở trong cái chủ đề số 2, đó là về thuyết axit base của Brønsted-Lowry. Ngày xưa ấy, khi các em học ở trong chương trình hóa cấp 2 thì các em sẽ học về thuyết axit base của Arrhenius. Còn bây giờ lên chương trình cấp trung học phổ thông thì chúng ta sẽ học về thuyết axit base của Brønsted-Lowry, bởi vì cái thuyết này nó phổ quát hơn và nó bao hàm rộng hơn để chúng ta xác định được những anh axit base mà hồi cấp 2 các em không nghĩ nó là axit và base. Bây giờ chúng ta vào cái thuyết này nhé. Đầu tiên, thứ nhất, một nhỏ là về thuyết. Trong thuyết này của Brønsted-Lowry thì axit được định nghĩa là chất hoặc ion mà nhường proton H cộng, nhường proton H cộng. Còn base thì được định nghĩa là chất hoặc ion nhận proton H cộng. Vậy đó, chuyện này đơn giản vậy đó, nó chỉ có vậy, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ chúng ta vào ví dụ để thầy nói sâu để các em hiểu rõ hơn nhá. Rồi thầy sẽ có ví dụ đầu tiên là anh đầu tiên đây là ví dụ này là anh HNO3 đi, đúng không? Vốn dĩ ở trong dung dịch thì HNO3 nó sẽ phân ly tạo thành H cộng và NO3 trừ. Khi quan sát như thế này thì mình sẽ nhìn thấy được luôn là anh HNO3 này nhường proton H cộng nên nó đóng vai trò là axit. Được chưa? Đấy, nhìn thì nó đơn giản vậy thôi, nhưng còn một cách nữa để viết về cái sự biến đổi của anh HNO3, đó là trong dung dịch thì có nước, đúng không ạ? HNO3 cộng với H2O, được chưa, để tạo thành này HNO3 nhường proton H cộng, vậy là còn NO3 trừ. H2O nhận proton H cộng để tạo thành H3O cộng. Vậy thì theo thuyết axit base của Brønsted-Lowry thì anh HNO3 nó nhường proton H cộng nên nó đóng vai trò là axit. Còn H2O nó nhận proton H cộng để nó tạo thành H3O cộng nên nó đóng vai trò là base. Được chưa? Nhưng sau đó thầy lại có một cái ví dụ nữa để cho các bạn khái quát để bạn hiểu sâu hơn về anh này nhé. Thầy lại có một cái ví dụ nữa cho các bạn. Ví dụ tiếp theo là về anh NH3. Đấy, trong nước thì nó lại tạo thành NH4 cộng cộng với OH trừ. Thì ở trong phản ứng này anh NH3 này lại biến thành NH4 cộng là nó nhận proton H cộng, đúng không? Nó nhận H cộng để tạo thành NH4 cộng nên NH3 này là base. Và trong phản ứng này thì H2O nhường proton H cộng để chuyển về OH trừ nên lúc này H2O lại đóng vai trò là axit. Thế thì điều này nó khác so với sách giáo khoa cũ ở điểm nào và khác so với lại chương trình cấp 2 của em các bạn. Nó khác hoàn toàn luôn. Nó khẳng định cho ta biết một điều thế này ạ. Nước ở trong cái phản ứng với HNO3 thì nó đóng vai trò là base. Nhưng trong phản ứng với NH3 thì nó đóng vai trò là axit. Vậy cái vấn đề là axit hay base là nó phụ thuộc vào cái phản ứng của nó. Được chưa? Nó không phải là hằng số bất biến, không phải là ở đây mình nhìn thấy H2O là base thì nó mãi mãi là base. Không phải mình nhìn ở đây H2O là axit thì nó mãi mãi là axit. Mà trong từng phản ứng một nó sẽ đóng vai trò khác nhau, và ở trong mỗi cái phản ứng đấy mình phải dựa vào cái thuyết axit là chất nhường proton H cộng, cứ anh nào nhường H cộng thì nó là axit. Base là chất nhận proton H cộng, cứ anh nào nhận H cộng thì nó là base. Ok, các bạn hiểu không ạ? Và từ đó thì ở trong này chúng ta sẽ có một hệ quả. Hệ quả là trong dung dịch thì H cộng và H3O cộng là axit mạnh. Và cũng trong dịch thì OH trừ là base mạnh. Ok chưa? Nó rất đơn giản các bạn. Và ta đi vào các ví dụ sâu hơn tí nữa. Bây giờ chúng ta sang hai nhỏ các axit thường gặp. Cái phần này là phần cho thêm, thầy cho thêm để cho các em khi mà gặp vào các cái chất thì em biết được những anh nào thường hay đóng vai trò là axit nhá. Và thầy sẽ giải thích. A nhỏ là tất cả những anh có dạng HNA, có nghĩa là hydro, và A này là gốc anion, gốc axit. Ví dụ như vừa nãy HCl này, HNO3 này, H2SO4 này, đúng chưa? Tất cả những anh có dạng HNA. Thì vừa nãy chúng ta vừa giải thích anh HNO3 rồi. Tương tự chúng ta cũng hoàn toàn có thể giải thích được anh HCl. Đấy, trong cái phản ứng đây, HCl tác dụng với H2O thì tạo thành Cl trừ cộng với H3O cộng. Thì tại đây thì mình sẽ có HCl thì sẽ nhường đi proton H cộng nên HCl đóng vai trò là axit. Còn H2O nhận thêm proton H cộng nên nó đóng vai trò là base. Được chưa? tục là B là anh NH4 cộng. Thì NH4 cộng sẽ được giải thích như sau. Giải thích nha. Giải thích tính base của NH4 cộng. À, tính axit của NH4 cộng. Thì nó rất đơn giản thôi. Là NH4 cộng này mà cộng với lại H2O này thì nó sẽ tạo thành là NH3 này cộng với lại H3O cộng. Vậy chúng ta quan sát trong phương trình này thì mình sẽ nhìn thấy rằng NH4 cộng nhường đi H cộng nên nó đóng vai trò là axit. Còn H2O thì nhận thêm H cộng nên nó đóng vai trò là base. Thấy chưa? Và tiếp theo là C, cái đằng này quan trọng nhất, hay thi nhiều nhất và cũng là mới nhất, đặc biệt nhất. Đó là gì? Đó là các cation kim loại đứng sau magie nhé. Cation kim loại, cation kim loại đứng sau magie 2 cộng. Thực ra rất nhiều cation kim loại đứng sau magie 2 cộng, nhưng chúng ta sẽ thường hay gặp hai anh sau. Một là anh nhôm 3 cộng, hai là anh sắt 3 cộng. Dĩ nhiên các anh khác cũng có tính axit, nhưng hai anh này là hai anh thì bậc nhất. Thầy giải thích tính axit của hai anh này để cho tất cả các bạn và các em cùng hiểu. Đấy, các bạn nhìn bảng nhá. Đây, thầy sẽ có này. Thứ nhất này, nhôm 3 cộng này, cộng với lại HOH này để tạo thành này ALOH 3 lần này cộng H cộng này. Các bạn nhìn nhá, nhôm ở đây mình sẽ có là nhôm 3 cộng này, đúng không? Nó nhường ra H cộng, đúng không? Nó nhường ra H cộng. Vậy nó đóng vai trò là gì? Nó đóng vai trò là axit, đúng chưa? Còn HOH làm sao? Đóng vai trò là base. Ok chưa? Và tương tự như vậy với sắt 3 cộng cũng thế. Đây là lý do mà tại sao chúng ta phải cực kỳ quan trọng với anh ALH3 lần và anh FLH3 lần. Rất quan trọng. Và cũng từ cái phản ứng này, nó là cái phản ứng mà nó giải thích cho ta biết lý do tại sao phèn chua lại có tác dụng làm trong nước đục. Là do gì ạ? Phèn chua nó là muối của nhôm 3 cộng, thì khi mà hòa tan cái muối vào trong nước đấy thì nó sẽ tạo thành ALH3 lần. Nó tạo lớp màng, nó kéo từ bên trên xuống dưới và nó sẽ kéo theo các bụi bẩn, kéo theo các hạt đất cát nhỏ chìm xuống dưới, được chưa? Và để chúng ta nước trong. Nước trong đấy chúng ta không uống được ngay mà chúng ta phải đun sôi lên, bởi vì vẫn còn vi khuẩn, nó chỉ trong thôi. Được chưa? Bây giờ chúng ta sang phần 2 nhỏ, các base thường gặp. Chúng ta sang phần cuối cùng của bài ngày hôm nay, đấy là 3 là các base thường gặp. Thì các base thường gặp thì chúng ta sẽ có là các base mà có dạng là MOH tất cả n lần trừ 5 hydroxide lưỡng tính nhá. 5 hydroxide lưỡng tính. Mình có 5 hydroxide lưỡng tính là AlOH 3 lần, ZnOH 2 lần, PbOH 2 lần, SnOH 2 lần và CrOH 3 lần. Đấy. Có nghĩa là chỉ trừ 5 thằng hydroxide lưỡng tính này thôi, còn lại tất cả những anh mà có dạng MOH tất cả n lần thì nó đều là các base. B là NH3 thì chúng ta vừa giải thích bên trên rồi, đúng không? Nhưng mà cái anh quan trọng bậc nhất đó là anh C. Bởi vì C chúng ta chưa từng gặp, bởi vì C nó là kiến thức mới ở trong cái bài này. Và bởi vì nó là kiến thức mới nên nó cũng sẽ rất hay được hỏi nhiều nhất. Đó là các anion gốc axit yếu mà không còn hydro. Anion gốc axit yếu mà không còn hydro. Đấy, chúng ta cùng quan sát. Nó là như anh nào? CO3 2 trừ, SO3 2 trừ, F2 trừ, PO4 3 trừ, vân vân. Tại sao nó lại có điều trên thì thầy cũng giải thích với các em. Đây, thầy giải thích. Thầy lấy ví dụ anh anion CO3 2- trong nước thì nó cộng với HOH để nó tạo thành HCO3- cộng OH-. Thì CO3 2- lấy H của nước, axit chất nhường của proton H cộng, base là chất nhận của proton H cộng, để nó nhận của proton H cộng nên nó đóng vai trò là base. Còn nước thì nhường proton H cộng nên nó đóng vai trò là axit. Được chưa ạ? Dễ không? Và tương tự như vậy, Thịnh giải thích cho các em tiếp anion S2- cũng tương tự như vậy, cộng với HOH. Được chưa? Mũi tên là mũi tên hai chiều để tạo thành HS- cộng với OH-. Thì S2- này nhận proton H cộng nên nó đóng vai trò là base. Còn H2O thì nó nhường proton H cộng nên nó đóng vai trò là axit. Trên đây toàn bộ nội dung về cái chủ đề số 02 về sự điện ly và thuyết axit base của Brønsted-Lowry, thầy đã hướng dẫn cho các em cực kỳ chi tiết. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học này. Những bạn nào mà muốn tìm hiểu về các khóa học của thầy Minh thì vui lòng có thể inbox cho thầy Minh. Và chào tạm biệt hẹn gặp lại các em ở cái buổi học tiếp theo.